cháu Thi nó có bầu rồi. Có bầu rồi à? Dạ. Thế thì bảo nó đẻ đi, đẻ 5-7 đứa vào cho nó vui cửa vui nhà. Dạ vâng ạ. Thế nhưng mà đẻ nhiều cũng có chăm được không ạ? Được chứ. Tôi không chăm được thì con Quyên nhà tôi nó chăm. Nó thích trẻ con lắm. Quyên ơi Quyên, thế để con đưa cụ sang thăm chắt nhá. Ơi, tìm Quyên thì phải để con đưa cụ đi. Đi đi, đi tìm đi Quyên con. Con thì mới biết con gái của cụ ở đâu, phải không ạ? Chửa thôi bà, làm cái gì mà náo loạn cả nhà lên thế? Mẹ nói ý tứ một tí. Cái Thi nó khó khăn mãi mới có được, cho nên là mọi người lo chứ sao. Con xem thế nào ý, chứ trước thế này sau thế kia, mà con lại để cho một cái đứa trước sau như một ý, nó có bầu trước là thế nào? Hay là tại thằng Long? Mình mà không tỉnh sớm có ngày họ làm thịt mình ý. Anh ơi, em bảo này, cùng lắm ý thì anh mang cái mác tù của anh ra dọa họ giúp em. 20 năm cơ mà, ai mà dám làm gì. Lúc ấy mẹ con nhà Vũ xa có mà co vòi lại anh nhỉ. Nghĩ đến em thấy sướng lắm.